quý vị đang theo dõi bản tin điểm tuần của Trường Đại học Tài chính Marketing, nơi cập nhật những tin tức nổi bật của UFM trong một tuần vừa qua và các tin tức được các bạn trẻ quan tâm. Sau đây là những nội dung đáng chú ý có trong bản tin số 25 tuần 2 tháng 3 năm 2023. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, 8 tháng 3 năm 1910, 8 tháng 3 năm 2023 và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Công đoàn Trường Đại học Tài chính Marketing đã tổ chức nhiều hoạt động thú vị, đặc sắc, mang đến một bầu không khí vui tươi, ấm áp và ấn tượng đẹp trong mỗi nữ công đoàn viên, người lao động và nữ sinh của trường. Sáng ngày 8 tháng 3 năm 2023, Công đoàn UFM đã tổ chức họp mặt và chụp hình lưu niệm tại các cơ sở đào tạo. Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Thủy Tiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Tiến Đạt, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính Marketing và tiến sĩ Nguyễn Xuân Hiệp, Chủ tịch Công đoàn đã thay mặt lãnh đạo nhà trường gửi tới quý cô giáo, các nữ cán bộ, viên chức, người lao động bó hoa tươi thắm và những lời chúc tốt đẹp nhất. Trước đó, tối ngày 5 tháng 3 năm 2023, Công đoàn UFM đã tổ chức đêm hội Gửi Yêu Thương trên tàu Indochina Queen với không khí vui tươi, sôi nổi và đầy ý nghĩa. Tại đây, Công đoàn trường đã biểu dương, tôn vinh các nữ công đoàn viên xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Qua đó, động viên các nữ công đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn, đồng thời phát huy vai trò của người phụ nữ trong việc nuôi con khéo, dạy con ngoan và xây dựng gia đình hạnh phúc. Ngoài ra, Công đoàn trường cũng đã phát động phong trào toàn thể nữ công đoàn viên trong toàn trường mặc áo dài trong tháng 3 năm 2023 để hưởng ứng lễ hội áo dài của Thành phố Hồ Chí Minh. Tổ chức các buổi tọa đàm giao lưu với chủ đề nuôi con khỏe, dạy con khéo, giảng viên nữ trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Kính thưa quý vị, sáng ngày 9 tháng 3 năm 2023, hàng loạt các vấn đề về tài chính đất đai và các vấn đề khác có liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính đã được các chuyên gia kinh tế, nhà khoa học, giảng viên mổ xẻ, đóng góp ý kiến tại buổi tọa đàm, góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi do Trường Đại học Tài chính Marketing tổ chức. Buổi tọa đàm góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi với sự chủ trì của giáo sư tiến sĩ Trần Thọ Đạt, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia, đã thu hút sự tham gia từ nhiều chuyên gia kinh tế, nhà khoa học và giảng viên của các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Các ý kiến đã tập trung vào các quy định liên quan đến vấn đề tài chính đất đai, cụ thể các khoản thu tài chính từ đất đai, giá đất, quản lý đất công. Buổi tọa đàm đã diễn ra sôi nổi với nhiều đóng góp quan trọng, chuyên sâu và ban tổ chức sẽ tập hợp đầy đủ, trung thực gửi Bộ Tài chính cũng như cơ quan soạn thảo để ban soạn thảo có thể tiếp thu, chọn lọc nhằm đem lại hiệu quả cao nhất một khi các nội dung của dự thảo được ban hành theo nghị quyết số 671 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và nghị quyết 170 của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Sáng ngày 7 tháng 3 năm 2023, Trường Đại học Tài chính Marketing đã có buổi gặp gỡ với ông Xuân Ly, phụ trách khối đào tạo khu vực châu Á, phòng hợp tác quốc tế thuộc Đại học Northeastern, Hoa Kỳ, để bàn bạc các vấn đề xung quanh việc hợp tác liên kết đào tạo, chuyển tiếp du học dành cho sinh viên và giảng viên giữa hai đơn vị. Theo đó, tại buổi làm việc, hai đơn vị đã trao đổi và tìm kiếm cơ hội hợp tác liên kết đào tạo ở các chương trình 2+2, 3+1 và 4+0. Đồng thời, xem xét tổng quan về phương hướng và các phương án có thể hợp tác để liên kết đào tạo. Đại học Northeastern, NU, là một trường đại học nghiên cứu lớn tại thành phố Boston, Massachusetts, cũng là một trong những trường đại học tư thục hàng đầu nước Mỹ. Đại học Northeastern đang sánh ngang với chất lượng với các trường đại học khác như Harvard, MIT, Tufts, UMass. Hy vọng trong thời gian sắp tới thì các chương trình đào tạo của NU sẽ xuất hiện trong danh sách các chương trình liên kết tại Trường Đại học Tài chính Marketing. Kính thưa quý vị, vào mỗi mùa tuyển sinh thì bên cạnh các chương trình tư vấn trực tiếp diễn ra tại các trường trung học phổ thông, các ngày hội tuyển sinh hay các chương trình tham quan trực tiếp tại trường, thì chương trình tư vấn trực tuyến tuyển sinh và hướng nghiệp Road to UFM đã trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của các bạn sĩ tử cũng như quý phụ huynh trong suốt 9 năm qua. Và chương trình Road to UFM đã năm thứ 10 đã chính thức lên sóng vào tối ngày 9 tháng 3 năm 2023 vừa qua. Road to UFM là chương trình tư vấn trực tuyến tuyển sinh và hướng nghiệp do Trường Đại học Tài chính Marketing tổ chức sản xuất từ năm 2014.
Trải qua 9 năm phát sóng liên tục, chương trình đã mang đến cho các bạn sĩ tử và quý phụ huynh rất nhiều thông tin thú vị, hấp dẫn và hữu ích vào mỗi mùa tuyển sinh. Và bước sang năm thứ 10, chương trình đã có nhiều sự đổi mới từ nội dung cho đến hình thức thể hiện nhằm nâng cao chất lượng và thích ứng tốt hơn với xu hướng của các bạn trẻ ngày nay. Nội dung chương trình được cô đọng, ngắn gọn và đi vào trọng tâm, trọng điểm và dành phần lớn thời lượng để giải đáp các thắc mắc của quý phụ huynh cũng như các bạn thí sinh. Được diễn ra tại trường quay Sinh So cùng các trang thiết bị hiện đại, hy vọng chương trình vẫn sẽ là người bạn đồng hành đáng tin cậy, giúp các bạn sĩ tử trong mùa tuyển sinh năm 2023 có thể vượt vũ môn hóa rồng. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào lúc 19 giờ thứ năm hàng tuần và được phát lại vào ngày Chủ nhật trên các nền tảng số của trường. Kính mời quý vị phụ huynh và các bạn sĩ tử đón theo dõi. Kính thưa quý vị, với mục đích mang đến cho các bạn sinh viên của trường có được cái nhìn thực tế về ngành nghề mình đang học, cũng như lắng nghe những câu chuyện thú vị, hấp dẫn từ chính các anh chị đang làm trong ngành, Trường Đại học Tài chính Marketing đã tổ chức các chuyến trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp. Ngày 9 tháng 3 năm 2023 vừa qua, sinh viên UFM đã đến với công ty cổ phần chứng khoán FPTS. Hãy cùng theo dõi những hình ảnh ấn tượng tại chuyến đi này do các phóng viên của chúng tôi đã ghi nhận lại được. Theo chương trình hôm nay sẽ là những thông tin nóng trong xã hội được các bạn trẻ quan tâm. Quý vị và các bạn thân mến, 8 tháng 3 là dịp để gửi lời yêu thương đẹp đẽ nhất đến với nửa kia của thế giới. Và vào ngày đặc biệt này, có một câu chuyện đã làm ấm áp lòng người. 6 giờ sáng ngày 8 tháng 3 năm 2023, chuyến xe buýt của tài xế Lê Xuân Huy, 40 tuổi, ngụ ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu xuất bến từ công viên 23 tháng 9, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, đến cầu Long Kiểng, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay, chuyến xe số 86 có phần khác lạ hơn bình thường. Ngay đầu xe, anh Huy đã chuẩn bị một giỏ hồng thật to cùng nhiều món phụ kiện nhỏ như là móc khóa, gương, kẹo sô-cô-la. Phía sau xe thì treo đầy bông hồng đỏ. Được biết, đây là năm thứ tư nam tài xế tổ chức tặng quà ngày 8 tháng 3 trên xe buýt. Để chuẩn bị chu đáo quà cho hành khách nữ, tài xế Lê Xuân Huy cho biết cả ngày 7 tháng 3 đã chạy đi nhiều cửa hàng tạp hóa để mua móc khóa, sô-cô-la, gương soi và hoa, chuẩn bị những phần quà phù hợp với lứa tuổi của các chị em cô dì. Tổng cộng có 500 phần quà được trao trong buổi sáng ngày 8 tháng 3. Những món quà trao đi tuy không giá trị về mặt vật chất, nhưng chúng mang trong mình giá trị tinh thần hết sức to lớn. Các hành khách nữ trên chuyến xe ngày hôm đó đều vô cùng hạnh phúc và cảm động. Một nghĩa cử cao đẹp, đáng trân trọng và lan tỏa rộng rãi. Kính thưa quý vị, thời gian gần đây thì chiêu trò lừa đảo bằng deepfake để giả dạng khuôn mặt, giọng nói của người thân thật đáng báo động.
Theo các chuyên gia về công nghệ, thì phương thức của các đối tượng này thường là tìm kiếm thu thập thông tin cá nhân được đăng tải công khai trên các tài khoản mạng xã hội để tạo ra một kịch bản lừa đảo. Khi nạn nhân cẩn thận gọi điện thoại hoặc video để kiểm tra, thì chúng sẽ sử dụng phần mềm cắt ghép hình ảnh để đánh lừa. Cơ quan chức năng đã có nhiều lần cảnh báo với người dân cần đặc biệt cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo tinh vi này. Và khi có ai đó đề nghị mượn tiền, người dân cần thận trọng xác minh xem đó có phải là bạn bè, người thân của mình hay không. Gần đây thì các nạn nhân bị lừa đảo bằng các hình thức giả danh Facebook, hack Facebook để lừa tiền ngày càng có xu hướng gia tăng trên khắp cả nước. Các đối tượng lừa đảo dùng thủ đoạn rất tinh vi, có thể xảy ra với bất cứ ai và bất cứ thời điểm nào. Các đối tượng lừa đảo gọi video call để giả làm người thân vay tiền, giả làm con cái đang học ở xa, đang du học nước ngoài gọi điện cho bố mẹ nhờ chuyển tiền đóng học phí, hay có thể giả làm nhân vật nào đó khi kết bạn hẹn hò qua mạng để phục vụ cho các kịch bản sẵn có của chúng. Công an các địa phương liên tục đưa ra những khuyến cáo về người dân khi nhận bất cứ tin nhắn hay vay mượn tiền thông qua mạng xã hội. Người dân cần điện thoại trực tiếp cho người thân để xác minh. Trường hợp nghi vấn đối tượng giả mạo người thân trên mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ và xử lý kịp thời. Kính thưa quý vị, kiến thức là một phạm trù không giới hạn và việc tích lũy kiến thức cũng là một việc không phân biệt thành phần giai cấp, giới tính hay là tuổi tác. Mới đây, một cụ bà đã chứng minh được điều đó khi tốt nghiệp đại học ở tuổi 95, lấy bằng thạc sĩ ở tuổi 98 và nghỉ học khi 100 tuổi. Sinh năm 1911 tại bang Kansas, Mỹ, cụ bà Nola Oss lớn lên trong một trang trại hoa màu. Một trong những công việc của bà là thu thập lõi ngô mỗi ngày để đốt lửa sưởi ấm và nấu ăn. Năm 19 tuổi, bà Oss kết hôn và sinh ra 4 người con trai. Năm 1972, chồng bà qua đời. Có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn thì bà quyết định theo đuổi ước mơ dang dở của tuổi trẻ. Ở tuổi 65 thì bà Oss đã đăng ký theo học chương trình cử nhân nghiên cứu tổng hợp chuyên ngành lịch sử tại Đại học bang Fort Hays. Năm 2007, ở tuổi 95, bà Nola Oss đã làm nên lịch sử khi trở thành người lớn tuổi nhất thế giới tốt nghiệp đại học. Năm 2010, ở tuổi 98, bà lấy bằng thạc sĩ giáo dục, khai phóng với chuyên ngành lịch sử. Bà tiếp tục tham gia các lớp học cho đến năm 100 tuổi và quay trở về trang trại của gia đình gần thành phố Chetmore. Năm 2016, thì ở tuổi 105, cụ bà Nola Oss đã ra đi với thành tựu học thuật, một bằng đại học, một bằng thạc sĩ và viên mãn gia đạo với 4 người con trai, 13 cháu và 15 chắt. Qua đây có thể thấy rằng sự nỗ lực và niềm ham muốn học tập của bà thật đáng ngưỡng mộ. Kính thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin điểm tuần kỳ này. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Mọi đóng góp ý kiến và cần hỗ trợ thông tin, quý vị vui lòng liên hệ về địa chỉ email truyền thông@ufm.edu.vn. Còn bây giờ, Quỳnh Như xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các bản tin tiếp theo được phát sóng vào lúc 20 giờ Chủ nhật hàng tuần trên fanpage và kênh YouTube của Trường Đại học Tài chính Marketing.